Ta tới đặt anh em ơi, chỗ này anh Ken tư duy dắt vô đây thì không có đi ấy được các bạn. Đây, thằng này tên Ken Duy nha. Thì anh kênh dưới anh kênh của anh Giàu, Thái Giàu đang xuống quay mà cái này đắp đập lên anh em. Bao đê dữ lắm các bạn. Nước thì nói chung là dữ lắm luôn. Nhiêu tầm anh Ken? 200 mấy chục tầm, 140 ngàn đắp rồi hôm qua. 200 mấy chục tầm, 140 ngàn các bạn. Trời ơi, đủ điện thân mà. Cái này đất của dân Giàu anh em ơi, trời lớn lắm. Rồi chủ tiệm vàng con này là con 688Q, động cơ 95. Đó. Này chạy nước rồi không có coi dàn chân gì được nha anh em, hộp số bơm gì ha. Thì ở đây quay cảnh nước cho các bạn coi, ở đây con đê. Nước thì nó lé đé các bạn ơi. Ở đây thì trắng cho con này như tấm biển cho anh em, nhưng mà bơm thì nó rút thì cũng nhiều nước lắm mà các bạn ơi, cũng đỡ lắm rồi. Đi ra mới xa anh em ơi, 688 nhưng mà gắn đồ 70 nha. Thì động cơ nghe nói là 95 đó các bạn. À mình chưa coi. Rồi đang cái này cắt đất này cũng hơi lúng anh em. Ở đây chắc ở đây là dòng người Kiên Giang, nhưng mà này anh ấy anh Khen gì thì nói ở đây là Ngọc Trúc nha các bạn. Trúc dùng dòng người Kiên Giang thì sáng giờ đi cũng mới tới đó anh em ơi, thì cho Đăng Giang mình xuống thì cũng mới tới đây thôi.
họ 688 anh em ơi, 88 động cơ 95, 95 thì động cơ nhầm loại anh em, loại đời đầu như 3003, với 3003 rồi sao với 3008 các bạn, thì cũng một số người nói vậy đó anh em ơi. Rồi đang vô, đang cắt cái vòng cái khúc đó nó lúng các bạn. Thì sớm giờ xuống thì ở đây sáng cắt cũng sớm anh em. Cũng gọi hết bên đây rồi. Rồi đang ra các bạn ơi. Nãy cái này con tải 95 luôn anh em ơi. Không biết làm gì, băng tải này thấy dài lắm. Băng tải 95 nó khác, hơi hơi khác mấy băng tải 70 dưới 68 rồi nha các bạn, hơi khác nha. Đặt này cũng hơi lúng anh em, thứng thì ấy kìa. Quá lúng anh em ơi. Bây giờ cũng có bao bơm, cái này rút cũng nhiều nước lắm các bạn ơi. Cái này mà cái đập này không có cái đập này là nửa cây lúa nha anh em. Thì nước lé đé. Mình như một tầm 40 ngàn mà 200 mấy chục tầm gì lắm các bạn. Đây có con máy máy bơm nước này, con này chạy không có nhông nữa nè. Ở đây đồng này người ta không có bơm từ ấy tới cái ống mà cái ống đặt bơm mà không đâu phải ống ấy mũ đâu các bạn. Chỉ ống giải ống gì mà không các bạn ơi. Đó. Đây cái này là cái đời cua be nó mất anh em. Ở đây nãy đi vô cái vỏ này, vỏ này các bạn ơi. Nó vô nó đường bình không. Cái này nếu mà không có khen là